bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong ngày cuối cùng của năm 2021, đứng trước thời khắc giao mùa, chuẩn bị bước vào một năm mới, một chặng đua mới của cuộc sống, bạn cảm thấy như thế nào? Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi hay là tin cậy sẽ có một năm mới đắc thắng cho Chúa? Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2021, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Janet Perez Arcos qua chủ đề Những lời hứa của Chúa cho năm mới đắc thắng. Con không thể ở nhà được. Cha tôi khẳng định con phải đi học. Tôi run rẩy. Lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi và chỉ mới từ Bolivia chuyển đến đây có vài ngày, không thể hiểu một chữ tiếng Anh nào. Cú sốc văn hóa đã làm rung chuyển thế giới của tôi, khiến trái tim tôi đau đớn. Các bạn học sinh lớp 6 đang tụ tập cách tôi vài mét, chỉ trỏ vào tôi và cười khúc khích. Tôi không thể hòa nhập được với họ và tôi cũng không nhận được sự giúp đỡ nào từ thầy cô. Nhưng điều khiến tôi trở nên tê liệt vì sợ hãi là các cuộc chạy tiếp sức mà tôi được yêu cầu tham gia. Khoảng cách mà tôi phải chạy giữa điểm xuất phát và người chạy tiếp theo là nơi mà tôi sẽ chuyển giao chiếc gậy đã làm bụng tôi phải thắt lại. Đối với hầu hết các bạn khác thì khoảng cách đó ngắn thôi, nhưng với tôi thì nó dài như chiều dài của cả thế giới vậy. Không ai biết được nỗi thống khổ đang bùng cháy bên trong tôi. Những suy nghĩ kinh hoàng vang lên trong đầu tôi ầm ầm như tiếng sấm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vấp chân hoặc đánh rơi chiếc gậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị té ngã hoặc khiến đội mình bị tuột lại phía sau? Những viễn cảnh đó dày vò tôi trước mọi cuộc đua. Bạn đã từng như vậy chưa? Một năm nữa lại bắt đầu và bạn đang bước vào một chặng đua khác. Còn một đoạn đường nữa của cuộc đời đang đợi bạn ở phía trước. Và bạn tự hỏi liệu mình có vượt qua được hay không? Không ai nghe thấy tiếng sấm vang rền bên trong. Phía trước là một cuộc hành trình mơ hồ và xa lạ một cách đau đớn, mồ hôi túa ra. Và bạn tự hỏi, liệu mình có đi thêm được một bước nữa hay không? Mình sẽ về đích chứ? Nhưng trong khi chúng ta thắc mắc, hoài nghi, thì Chúa không phải ở trên khán đài. Chúa đang ở ngay trên trường đua, ngay bên cạnh chúng ta, nghe thấy từng tiếng thở dài căng thẳng của chúng ta, nhìn thấy từng giọt mồ hôi và nước mắt rơi ra, lắng nghe từng lời nghi ngờ trào ra từ trái tim lo lắng, sợ hãi của chúng ta. Và ở giữa tất cả, sự trấn an của Ngài tràn dâng và sự bình an của Ngài sẽ xóa tan nỗi sợ hãi. Ngay cả khi không hiểu được ngôn ngữ của nghịch cảnh, chúng ta vẫn bước vào đường đua của cuộc đời. Huấn luyện viên của chúng ta là Đức Chúa Trời của cả cõi vũ trụ. Ngài sẽ đưa chúng ta về đích với 7 lời hứa sau đây. Thứ nhất, Ngài sẽ ban cho chúng ta lòng tin quyết với lời chắc chắn của Ngài. Thứ hai, Ngài sẽ làm vơi gánh nặng của chúng ta với ân điển của Ngài. Thứ ba, Ngài sẽ cổ vũ chúng ta với lời hứa của Ngài. Thứ tư, Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta với cánh tay quyền năng của Ngài. Thứ năm, Ngài sẽ mang chúng ta đi qua những khó khăn bởi lòng thương xót của Ngài. Thứ sáu, Ngài sẽ giữ chúng ta đi đúng hướng bởi sức mạnh của Ngài. Thứ bảy, và chiến thắng sẽ rất huy hoàng vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Nhìn lại những năm tháng xa xưa ấy, tôi thấy mình đã lo sợ một cách ngớ ngẩn làm sao. Giờ đây, sự bình tĩnh của Ngài đang ngự trị. Dù quãng đường dài bao nhiêu, chặng đường gian nan hiểm trở thế nào, đôi chân tôi cũng không cần run sợ và tấm lòng tôi sẵn sàng bước vào cuộc đua của đời sống. Nỗi sợ hãi đã bị bỏ lại trong một góc xó nào đó, nơi chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực. Giờ đây, tâm hồn tôi được mạnh mẽ bởi sự khích lệ của chính Chúa. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai chương 40 câu 31. Dù không biết năm mới, ngày mới hay thậm chí khoảnh khắc mới sẽ như thế nào, nhưng chính sự không biết trước đó giúp tôi cảm nhận vẻ đẹp của thế giới và cuộc sống này với đôi mắt thuộc linh tập trung vào điều ở trên cao chứ không phải là những rắc rối trên trường đua. Đích đến đã trở nên rõ ràng hơn. Cuộc đua này không hề quá sức tôi và một năm mới đầy hứa hẹn sẽ đưa chúng ta càng gần tới vạch đích vinh quang mà Chúa gọi mời mỗi một chúng ta hướng đến. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện.
Cảm ơn Chúa về những lời tuyệt vời của Ngài giúp con có thể đối diện với năm mới này trong sự tin cậy vững vàng và tràn đầy hy vọng rằng đây là một năm mới phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho con ở phía trước. Xin ý Cha được nên trên đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, điều gì khiến bạn lo lắng, bất an khi nghĩ đến tương lai? Việc biết rằng Chúa là vị huấn luyện viên đang đồng hành cùng bạn trong đường đua này có làm bạn cảm thấy an lòng hay không? Mỗi khi cảm thấy sợ hãi, hãy đến với lời Chúa, đọc lại những câu kinh thánh về lời hứa của Chúa dành cho người thuộc về Ngài. Chắc chắn bạn sẽ nhận được sức mới trong hành trình đi tới của mình. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho, dư dật xương nào. Lòng thanh tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay, không bóng biên thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi. Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài, thật xưa đã có, hôm nay mai sau còn hoài. Thu đông xuân qua, hạ lại đến tam tiết vạn lại, sóng búa trên không, tinh nhật nguyệt luân chuyển mãi. Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại, về thanh tín lớn khoan nhân yêu thương trong Ngài. Thánh Chúa thành tín dương nào, Thánh Chúa thành tín biết bao. Ngày đêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn sao. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho, dư dật dương nào. Lòng thanh tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Thank you.
Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và sức dầu của Ngài. Chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quang Quay không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu, mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. Một tân tín hữu đã gửi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau. Mình rất cảm ơn ban biên tập của Quang Quay Radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Quang Quay Radio. Mỗi sáng mình nghe Quang Quay và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hàng ngày mà Quang Quay chia sẻ. Quả thật, đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè, người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quý vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ chia sẻ amoc.quanquay.vn hoặc gọi trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Quang Quay qua các phương cách trên để được hướng dẫn. Chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.